Chiều cao là đi được 1m8. Sổ. Sổ được 105. Sổ là 1m05. Vâng, cái này. Hoành nhé. Hoành được 43. Dạ, vâng, 43. 43 hoành. Cây này dễ, nó rất lực nha các bạn nhé. Là bộ đế phát hồng luôn cho chú. Dễ cực. Ở trên đây nó nở đúng không? rất là già, cây nó nở như cô chú anh chị. Rất là già. Hoành bầu. Bầu năm 220. 220 là vị cũng trí phải các bạn. Đế quái hết cô chú anh chị nha. Các bạn về đưa vào cái chậu men hoặc là chậu ấy chừng 90 sử dụng. Lọt lòng 90. Cây này cái gọng lắc cái thân của nó cực đẹp luôn. Đây một chi này, bên này chi là 2, đây 3, 4, 5, 6, 7. Đây có cây tử, cây con. Hộ, hổ phụ sinh hổ tử. Cha dáng cha quái dị sinh ra thành con cũng như thằng cha luôn, rất giống. 89 triệu nha cô chú anh chị. Một khúc này nó rất là lực ha. Đúng không? Ma số 9 là 89 triệu. 89 triệu, đặc biệt là cường bao ship tới miền Trung hết các bạn nhé. Dạ, mã số 10. Mã số 10. Số 10, một cây tứ quý, cây này hàng VIP nè cô chú anh chị, thân lắc khéo lắm nha cô chú anh chị, bộ đế thì thôi ha. Cặp này nó là một cặp cặp đôi hoàn hảo. Chiều cao được tổng thể được 1m7. Cái này mình đo hoành ở điểm này đúng không? Đây, đây cũng được. Đo hoành điểm này. Mình đo đây nhé. Đo thử 49. Con xích lên trên này các bạn. Đó. 45. Đó. Sổ. Sổ được 1m2. Chiều cao. À, sổ được 120. Sổ tới 1m2 này nha cô chú anh chị. 1m2 á. Cây này đa rất là khéo luôn ha. Cây này VIP lắm á các bạn ạ. Thực sự mà nói. Bộ rễ nó to khủng. Hoành là được 240. Hoành tròn 240. Mặt nào cũng phê hết cô chú anh chị nha. Cây này nó tứ diện. Mặt nào cũng đẹp. Đường thân của nó rất là khéo nha cô chú, lắc ha, cốt cành lực luôn ha. Cốt cành lực, đường thân rất khéo. Nó sổ. Cái này nhé các bạn nhé, củ này. Nó đặc, thật ra cứ không nghĩ là cây mai tử quý mà nó như nó dị và nó củ nó đặc như vậy, không nghĩ. Rồi, giá giao lưu anh Cường ơi. Giá giao lưu cây mã số 10 này Cường xin giao lưu với các bạn là 96 triệu. Dạ, yeah, 96 triệu nha cô chú anh chị. Số 10 ha. 96 triệu. Đây. Cái này. Cái này đúng ra của AIM để mình thử đo cái điểm củ đặc cứng. Đặc là được 108 này. Nhỉ? Thân đó. Nó nở bít luôn nè cô chú anh chị ha. Nó kín lắm. Cái này là nó đấy. Cây rất đẹp nha các bạn nhé. VIP Cường cho rằng thực sự là hàng VIP. Cộng rễ rất là bự. Mã số 10 là 96 triệu.
cặp này bứng của một ông cụ của một gia đình. Này, cô chú anh chị nhìn tổng thể là hai cây ha, mặt này nè đế cũng rất là phê luôn nè cô chú anh chị nha, cứng luôn, hai đường thân cũng lắc khéo ha. Rồi cây này là cây chung một số 9 ha. Cặp đôi quái nha cô chú anh chị. Rồi em qua tiếp theo mã số 11 hàng khủng luôn đó, ba cây khủng cuối liếc ha. Ô đế thì khỏi chê luôn. Cái này thì phun tàn nhé cô chú chị, không phải phun bông sai nha. Phun tàn thông ha. Cô chú chị lọc ra được cái. Đúng rồi. Phun tàn thông chi cành tứ diện luôn. Cái này thì tàn thông chi cành tứ diện. Cái này cao. Cái này 1m9. Sổ. Sổ cái này được 93. Hoành. Tại vị trí này được 43. Cây này rất là đẹp. Đẹp lắm. Nhưng mình lại phê cây kia vì cây kia cộng rễ nó cứ bằng cổ tay ấy. Cây số 10 thì quá đỉnh này nên cây số kìa. Khỏi bàn ha. Cây số 10 khỏi phải bàn. Cây mã số 11 này Cường xin giao lưu với các bạn là 68 triệu. Dạ, 68 triệu như cô chú anh chị. Mã số 11 ha. Mã số 11. 68 triệu. Dây đế nở cứng ngắt luôn. Đúng rồi, đế cứng ngắt. Cái này mình đo hoành đế cho nhé. Hoành đế là 201. 201 các bạn. Đế cứng ngắt. Các bạn ơi, đây trước bãi này nó có cái sẹo của chủ nhà, nó cắt đi một cái cành này. Đó. Bằng hai đốt ngón tay. Nó đang bo. Đấy, thông báo đấy cho các bạn. Nó hòa đá, cứng. Quá đỉnh luôn. Trời, còn nữa không anh ơi? Không hết rồi. Rồi anh chào hết cho em nha. Mã số 11 này cũng là mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay. Thôi Cường cũng mong các bạn trước hết là ủng hộ cho kênh và ủng hộ cho Cường. Cường xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn, các anh và các em rất là nhiệt tình ủng hộ Cường. Cường xin chân thành cảm ơn, cũng không biết nói gì cả. Rất là vui, rất vui. Thôi Cường xin chào tạm biệt. Rồi em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị các bạn ha, ủng hộ anh Cường trong thời gian qua, ủng hộ kênh ha cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị các bạn cũng tiếp tục yêu thương, theo dõi ủng hộ kênh, ủng hộ anh Cường ha. Kính chúc cô chú anh chị mình luôn luôn dồi dào sức khỏe, làm ăn thịnh vượng ha cô chú anh chị nha. Nhìn nó như cái lục bình. Dễ nó bự. Yeah.